Xin chào các cô, các bác, các anh, các chị. Em hôm nay em dành nguyên một ngày để nấu món gà hầm sâm tươi của Hàn Quốc. Gà nguyên con, tần với sâm tươi. Đó, bao gồm rất nhiều gia vị thì em đã giới thiệu rồi. Và món trà đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, táo đỏ, kỳ tử. Đó, loại trà này cực kỳ tốt. Đó, rất nhiều công dụng. Đó, sau khi mình ăn gà xong, mình có thể tráng miệng bằng món trà này. Đó, cực kỳ là sang trọng, chỉ dành cho vua chúa ngày xưa. Và bây giờ hai món này cũng hay để đãi các nguyên thủ quốc gia, và chúng ta có thể nấu chúng ta ăn. Đó, ngoài ra chúng có thể mua nguyên liệu, hoặc là chúng tôi có nấu sẵn Royal Plaza Sức Khỏe Cho Mọi Nhà, 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, 0961 936 536. Em xin cảm ơn các bác, các cô, các anh, các chị. Xin chân thành cảm ơn.